Chào tất cả anh em, mình sẽ là quay một cái video trực tiếp. Điện thoại hơi mờ, anh em thông cảm nha. Anh em nghe mình hướng dẫn một số thao tác. Hiện tại điện thoại Android nha. Đây là có chức năng của Android đây. Hiện tại bây giờ kéo rất là nặng nề và chậm chạp. Bây giờ mình sẽ vô thao tác luôn. Hiện tại trong điện thoại có cài đặt, bấm vô cài đặt. Chúng ta bấm vô cài đặt xong, chúng ta kéo điện thoại lên. Chúng ta thấy chữ cài đặt bổ sung. Bấm vô cài đặt bổ sung. Giờ chúng ta kéo điện thoại lên. Chúng ta thấy tùy chọn nhà phát triển. Đây, cái chữ tùy chọn nhà phát triển đây. Bấm vô. Và chúng ta thấy xuất hiện tùy chọn nhà phát triển. Mở lên. Đây, bấm nút mở lên đây. Đã mở lên rồi. Những cái phần này anh em cứ kéo lên đi. Anh em muốn tham khảo thì tham khảo. Còn ở đây mình sẽ vô chi tiết. Kéo lên. Để giúp điện thoại chúng ta đi nhanh. Nè, mình kéo nó bị đơ nè. Kéo nó chạy không được ngon lành. Rồi, tới đây rồi. Anh em thấy tỷ lệ hành động không? Của cửa sổ nổi, của cửa sổ nè. 1x nè. Anh em bấm vô. Đó, hiện tại 1x. Anh em bấm vô 0.5 nha. Bấm vô. Rồi, anh em kéo lên tiếp. Tỷ lệ hành động chuyển đổi. Anh em 1x bấm vô luôn. Bấm vô 0.5. Rồi. Anh em thấy tiếp tục tỷ lệ thời lượng ảnh động 1x. Bấm vô luôn. Cũng 0.5 tiếp luôn. Ba phần đó là 0.5 hết. Còn độ rộng nhỏ nhất nó để 320. Mình thì mình chọn 360. 3 6 0. Anh em bấm luôn. Thế là xong. Điện thoại rất là mượt. Vút vừa chạy ào ào luôn và rất là nhanh. Còn chi tiết thứ hai là Zalo. Anh em xài Zalo đúng không? Giờ vô Zalo. Rồi, anh em mình đây mình có một người thân là cũng của mình luôn. Bây giờ mình sẽ bấm vô phần người đó. Có những tin nhắn này gửi đi rồi nè. Đó. Cứ mình thấy ba chấm ở trên không? Bấm vô phần ba chấm ở trên màn hình. Bấm vô. Mình sẽ kéo lên. Anh em mà thấy chữ cài đặt cá nhân không? Đó. Bấm vô chữ cài đặt cá nhân. Bấm vô. Thấy chữ tạo lối tắt gọi Zalo không? Đây, bấm vô. Anh em thêm, bấm chữ thêm vô. Thêm, vậy là xong một một cái. Còn anh em muốn ghim ra màn hình. Đây, ghim ra màn hình chính. Bấm vô. Anh em bấm chữ thêm luôn. Thêm. Rồi, bao nhiêu người cũng được. Đây mình thao tác vô đó người thôi. Nè, anh em thấy nó xuất hiện ra ngoài màn hình liền. Là bấm giờ là nhả vô Zalo liền. Bây giờ chúng ta sẽ dời. Anh em thấy nó có hai cái. Một cái là ghim hành chính. Cái phần mà có cái điện thoại nè. Là anh em bấm vô là gọi liền luôn á. Còn đây là bấm vô thẳng người tin nhắn người này luôn. Chúng ta có thể dời. Đó, mình đã dời. Khi nào anh em cần gọi cho Zalo người đó, anh em chỉ bấm vô là gọi liền luôn.
Còn đây mình sẽ dời qua ra ngoài màn hình. Đây. Zalo này mà không có cái điện thoại là anh em bấm vô để trò chuyện tin nhắn với người đó. Còn cái có cái dấu điện thoại bấm là điện ngay. Rồi anh em thao tác thử xem. Rất là ok. Sau đây mình kết thúc video. Nếu có những video nào hay nữa mình sẽ tiếp tục. Chúc anh em nhiều niềm vui và sức khỏe.